nhưng người làm trong là họ luôn tập trung vào chuyên môn, họ lo cái chuyên môn của họ và họ chả quan tâm gì chỉ có bán, có phải không? Hả? Muốn làm kinh doanh giỏi bạn phải dịch chuyển từ năng lực chuyên môn sang năng lực kinh doanh. Bây giờ mình hỏi bạn, một ông đã có năng lực chuyên môn rồi mà ông muốn ra kinh doanh, một ông chưa có cái năng lực chuyên môn mà ông muốn ra kinh doanh, bây giờ mình hỏi bạn, ông nào ra kinh doanh dễ hơn? Ông có năng lực chuyên môn ra kinh doanh dễ hơn hay ông không có năng lực hết ra kinh doanh dễ hơn? Kinh nghiệm của mình cho thấy trong thời gian qua ông không có năng lực gì hết ra kinh doanh dễ hơn. Đây là bài toán từ thực tế. Ví dụ bài toán hoàn toàn từ thực tế. Ví dụ gì đâu, chính các bạn cũng hiểu rồi. Bây giờ bạn đã quen hút thuốc rồi, bây giờ muốn bỏ hút thuốc sao mà uống rượu khó hơn hay là cái thằng nó chưa biết hút thuốc nó chỉ sao rượu, hai thằng đó thằng nào dễ gì không? Không biết gì nên dễ hơn, tại vì nó chỉ có hoàn toàn là mới, phải không? Còn khi nó phải bỏ cái cũ để nó vậy tính gì mới? Cả mới. Nên đó là lý do vì sao hàng ngày các bạn thấy hoài. Sau này các bạn học lớn này các bạn ra các bạn nhìn các bạn sẽ thấy mình làm đi, các bạn làm chủ thành công các bạn mơ đấy. Tại sao? Đây là những người họ đi làm công cực kỳ giỏi, họ làm tới trưởng phòng, thậm chí họ làm tới giám đốc, nhưng mà họ về họ mở công ty họ thất bại, các bạn nào? Bởi vì họ đang bị dính cái gì? Cái chuyên môn, cái năng lực chuyên môn của họ bị dính hoài, họ không có tư duy theo của một cái thằng kia. Còn các bạn đấy, đây những ông chủ giỏi là những ông không học hành gì hết, có phải không? Nhưng bầu đức chưa học hết 12 có không? Ok các bạn. Tại những người trở thành tuổi 4 là họ không học hành gì tới nơi tới chốn, có phải không? Bởi vì họ chỉ tiến tới thu có một cái thôi. Còn ông kia là phải bỏ cái gì rồi, nhận cái gì rồi, không có lùng xùng trong người của người hoài, có phải không? Có phải không? Bây giờ em chưa yêu con nhỏ nào hết. Em thấy nhỏ đó em yêu dễ không? Dễ. Bây giờ em đã có yêu nhỏ kia rồi, bây giờ lại theo nhỏ mới, bây giờ em cảm giác em khó. Khó. Ông nào mà yêu lúc máy nhỏ, ông muốn vợ khó cái đứa hồn. Có anh nổ cái chuyện đó là cho ông mẹ rồi. Ok các bạn, nhanh ra đây. Ủa ba gì ạ, cái này bán của mày. Ok các bạn, cái đó là cái trải nghiệm của mình trong thời gian qua mình phát hiện ra cái chi tiết đó. Cái người mà họ không biết gì hết, họ đang có nhân như vậy, kinh khủng luôn. Ở đây có mấy bạn chút xíu mà mình sẽ cho các bạn biết. Ở hồi sáng này có một hai bạn các bạn cũng học từ chuyên môn, bây giờ đang nhân rất là tốt. Chút xíu mình sẽ cho bạn biết, ông nó biết rồi, nó sinh viên, nó vừa học ra trường xong nó học cái chương trình của mình luôn, nó ra kinh doanh ngọt sốt. Còn cái mấy ông mà tưởng đi làm việc mấy năm kinh nghiệm, mấy ông đó là ai là vai phải làm hảo hảo được, vì ảo dính cái gì, cái chuyên môn hay hoài. Còn trong khi mấy nhỏ nó biết gì mà nó ra cái là vò 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 vậy á, các bạn thấy thú vị không? Ok các bạn, chúng ta ra kinh doanh chúng ta đã có tư duy chủ, chúng ta có gì, chúng ta có bốn dòng tư duy chủ này, sẵn nó luôn, tư duy làm công, tư duy làm tư, tư duy làm chủ và tư duy nhà đầu đầu tư. Chúng ta có bốn dòng tư duy này. Tư duy làm công là như thế nào? Người có tư duy làm công á là họ hay suy nghĩ theo cái cách nào? Họ đi làm việc, cái cách kiếm tiền, cái cách kiếm tiền của bạn thể hiện giống người của bạn. Các bạn hiểu không? Cái cách kiếm tiền của bạn á, cái cách tạo ra đồng tiền của bạn nó thể hiện giống người của bạn. Hả? Cái người làm công á, cái cách kiếm tiền họ như thế nào? Họ đi làm việc cho ai đó để họ ra đồng tiền. Các bạn có hình đúng không? Cái anh làm công nó là vậy. Họ có sẵn sàng là họ đi bán chuyên môn. Nó là các bạn mới lo đi học giỏi về chuyên môn. Em học ngành gì? Em học ngành xây dựng để chừng ra giỏi chuyên môn gì? Xây dựng rồi để đi làm gì có thì đi bán cái chuyên môn xây dựng đó để vậy kiếm tiền. Các bạn có hình dung chưa? Tức là vào trong công ty đó, vào trong công ty xây dựng nó sử dụng chuyên môn của em để em có
tiền các bạn nên hiểu ra đâu, nó là xã hội đã đào tạo các bạn để giỏi về chuế, mà giỏi về chuyên môn để đi làm gì? Kiếm tiền, kiếm cách kiếm tiền như vậy người ta gọi là cái cách kiếm tiền của nhóm hãm công. Các bạn có nắm được cái ý nghĩa không? Cái cách kiếm kiếm tiền của nhóm là công. Ok bạn, hả? Tóm lại là người làm hoặc là cứ đi làm cho ai có thể kiếm tiền, họ có thể là bán thời gian. Có những người ngồi đó không có chuyên môn cũng ngồi đó rồi chờ ngày hết giờ về miễn thơ có thể cả đâu làm được là có bao các bạn đâu coi như mấy ông mà làm bên nhà nước mà bị đì á sáng ngày cứ lên ngồi uống cà phê thôi bạn về cái dạy nó bị nó đì đì miết ổng ngồi mà bạn cũng bị ra ngoài hỏi là làm gì các bạn có hình dung ra được không đó rồi là khác cái nhóm làm công một chút xíu á là chuyển sang ông làm tư. Chứ là ông làm tôi thì lúc này ổng có tôi gì tiến bộ hơn chút là ổng tôi mất mới thì tôi phải làm người khác để tôi kiếm tiền. Như cái ông này ổng đi làm mà xây dựng một thời gian cho công ty khác thì ổng mất mới gì tôi phải làm cho công ty đó để tôi kiếm tiền. Tôi về tôi tự vậy tôi tự làm cho tôi. Ok, là bằng cách ổng về ổng mở một cái công ty nhỏ. Ok, và bắt đầu đi nhận thầu sai lầm các bạn hiểu không? Anh tao sẽ dùng này kia là bắt đầu ảnh kiếm tiền. Nhưng cái anh làm tư nó khác anh làm chỗ nào? Tức là ảnh làm á là ảnh gì? Ảnh cái gì ảnh cũng tham gia vô ảnh làm. Ok không? Ảnh làm nhan viên ảnh á các bạn bạn nói câu đúng không? Ảnh làm tự nhan viên ảnh. À, kế toán á ảnh cũng tự đi học kế toán để về ảnh tự làm kế toán. Ok, dĩ nhiên ảnh cũng hướng vô nhưng mà ảnh không cơ tin. Ảnh ra cho nó khớp thôi rồi ảnh cũng ảnh cứ làm rồi cái gì thủ quỷ ảnh cũng thủ quỷ luôn ảnh ra cho vợ thậm chí ảnh còn xin vợ đó các bạn hiểu không rồi thiết kế xây dựng là ảnh lo ơn ảnh làm mà ảnh có cho đứa nào về ảnh có tuyển đứa nào về thì ảnh có giao việc cho nó nhưng mà ảnh không dám giao hết thì ảnh sợ tụi nó học nghề ảnh để nó ra nó lấy mất cái đàn ảnh các bạn không tức là cái ông làm thứ nhất là việc gì ảnh cổ hơn cái thứ hai là ảnh đang chứa một nỗi nghi ngờ vô cùng lớn ảnh sợ tụi nó phản ảnh sợ tụi nó ăn cắp nghề của ảnh tức là ảnh đổ nó ra. Ok bạn ảnh làm riết ảnh ở công ty 2-3 năm mà công ty ảnh nó cũng cứ bé bẹo gì nè ảnh muốn danh số nó tăng mà danh số nó không có tăng được như hồi nãy ảnh nói danh số nó tăng mà nó không tăng được nó có bao nhiêu chuyện đó bạn. Bởi vì ảnh ơi ảnh làm hết có một vài đến nhân viên lại tẹo mà xanh nó tăng được. Các bạn có hiểu không? Tin thì không tin ai đó, tức là ảnh luôn đặt lại thái nguyên nhân rồi. Đứa nào ảnh muốn cũng chơi bộ nó dở đó. Thằng nào giỏi mà ảnh thấy thằng nào giỏi đó là ảnh đủ sớm. Tại vì ảnh sợ là ai cáo cáo có mẹ. Các bạn, ảnh lo lắng những thằng giỏi mà làm việc công ty của ảnh lắm. Các bạn hiểu ra điều đó. Hả? Các bạn sẵn sàng để một kể câu chuyện không? Người này có một bạn vào học lớp làm kiến trúc sư, bạn cũng nói một cái công ty em ở 2 năm rồi mà nó cũng không có phát triển được. Ok rồi, giờ em muốn nó phát triển để nhận khách hàng mình nhiều hơn thì mình nói đơn giản tuyển nhân viên cho giao việc cho nó không được giao việc cho nó thì tụi nó biết rồi nó ăn cắp nghề nó lấy hàng sát. Ok bạn, những cái anh mà cái công ty lý do mà công ty đó không phát triển được là do chính hắn các bạn, bởi vì hắn là công ty là ngôi sao sáng nhất trong công ty đó. Mấy thằng trong công ty đó là ngôi sao mờ, thằng nào mà sáng được cũng nhận cái chết rồi. Nguyên nhân công ty không phát triển là do chính hắn. Ok, cái mình mới hỏi bạn đó như vài mà nói mà nói dữ dội và thành công phải giỏi cái gì? Ok bạn, mình nói nếu bạn còn giỏi rất đơn giản, bạn về bạn đuổi hết tụi nó đi để một mình bạn giỏi cho dễ. Ok bạn, đuổi hết tụi nó đi để mình mà giỏi chứ mới gì tiễn tụi nó vô sợ tụi nó cạnh tranh gì với mình chi cho nó mệt này. Các bạn thấy này có vẻ không? Còn nếu bạn chọn giỏi thì chung quanh bạn phải nhiều người. Nếu bạn chọn thành công thì chung quanh bạn phải nhiều người giỏi. Đó là tư duy của người chủ họ chọn thành công chứ họ không có chọn giỏi. Các bạn có hình như thế này nè,
không, khi mà bạn chọn thành công thì bạn giúp cho những người xung quanh mình vậy. Giỏi. Còn nếu mà nó giỏi mà nó bỏ bạn nó đi thì hãy xem lại cách ăn cách ở của bạn, cách sống của bạn. Thì các bạn có hình là mình đưa ra nè, xem lại cái ăn cách sống của bạn, chứ đừng cứ đổ người cho nó. Các bạn đưa ra nào, có nhiều người cứ nhân viên bỏ đi, cứ đổ người cho nhân viên của bạn, chửi ăn nhân viên. Ok các bạn, mình nói xem lại cách ăn cách ở của mày nhé. Ok các bạn, vợ mày còn không ở nổi với mày thì làm sao nhân viên nó ở nổi với mày? Các bạn là đi ra được không? Vợ mày nó yêu mày đến mức độ đó, nó về nó ở với mày mình nó còn không ở nổi với mày. Nhưng mà suốt ngày cứ đi tránh người khác bạn ơi, bạn thấy này tôi vậy không? Tăng gia số là chúng ta phải sở hữu hệ thống.